Vâng, hello tất cả các bác, chào tất cả các bác đến với cửa hàng em Thành đồ cổ đồ châu Âu. Vâng, thì hôm nay bên em lại rất nhiều các sản phẩm đẹp, sản phẩm vừa mắt để hợp mắt để gửi đến tất cả các bác nhé. Thì vâng, đầu tiên thì em cũng xin like hai chiếc đồng hồ công toa các bác, hai chiếc đồng hồ công toa cổ của Đức, những chiếc thì tầm trên 100 tuổi đến 150 tuổi các bác, hai chiếc siêu cổ có nhé. Thì tí nữa các bác sẽ đón xem các bác sẽ đón xem đây ạ, rất là đẹp này đúng không ạ, rất là đẹp này các bác nhé. Những chiếc đồng hồ công toa cổ đây, các bác nhìn cho em cái lá gió thì phải nhìn cho em đúng không? Những cái lá gió thì con ngựa người ta phải bết bằng dây gai các bác, bết bằng dây gai rất là cổ điển luôn các bác nhé. Đấy, siêu cổ điển, những cái bánh răng bánh xe to như là đúng không? Con này thì có nhắc đánh nhắc lại các bác, lucky này các bác nhé. Đấy, con này cổ nhất trong các con em quay hôm nay, nhưng mà nó lại trông sáng sủa nhất các bác, khổ thế chứ nhỉ. Vâng, thì thưa các bác, sản phẩm đầu tiên thì em xin like một chiếc bộ đồng hồ các bác nhé. Một bộ đồng hồ 3 món để bàn dáng lucky các bác nhé. Bộ này thì trông rất là đẹp luôn các bác ạ, rất là sáng luôn. Để các bác nhìn cho em. Bộ này thì được kê lên hai lớp các bác. Cái bộ này thì người ta không để bệt các bác nhé. Bộ này thì người ta không để bệt, người ta đều kê lên một lớp kỷ bên trên đúng không ạ? Các bác nhìn cho em. Đều là lớp 2 tầng ấy, hai lần bên trong là bụi các bác nhé. Bên trong em có cái bàn chổi em quẹt cật trong này tí cho nó để bụi quá các bác này. Đúng không ạ? Các bác đợi em một chút thì không mấy khi gặp được cái bộ nó về đẹp như thế này. Mặt men máy da pi các bác. Đấy, các bác nhìn cho em. Đó, lau đâu đấy, nó qua nó sạch đấy. Đó. Khi lau cho các bác thì em sẽ lau sạch cho các bác, hoặc các bác để nguyên bụi tây để anh về anh được thưởng thức cái bụi tây như thế nào thì bên em để nguyên. Ok, tạm thời thế đã. Phải nói là nói đến màu bộ này thì phải nói là cực kỳ là sắc nét các bác, cực kỳ là sắc nét và zin nguyên bản. Màu này là màu có một chút lắc kê các bác. Có một chút lắc kê vàng lên là nó rất là sáng đấy các bác. Đây các bác nhìn cho em đúng không ạ? Không phai không mờ đúng không ạ? Ở châu Âu những cái bộ này thì nó gần 100 tuổi rồi các bác, nhưng đến cái thời điểm như này các bác, đến cái thời điểm như này thì các bác nhìn cho em đúng không ạ? Nó về nó không hao mòn đúng không ạ? Nó không em đo kích thước luôn. À, con này đặc biệt các nhá, thường là chạy va lăng, nhưng con này đặc biệt là có quả lắc này các bác này, đặc biệt là có quả lắc. Thế mới ăn chơi chứ đi. Thường các bác 95% là nó chạy 95% là nó chạy va lăng anh ạ. Bao nhiêu? 48 nhân 32 đúng không? 32 đúng không? 32 33 nó chân đằng sau không nè, đằng trong nó dài. Vòng đo chân lến luôn. Đẹp nhỉ. Những chiếc mini này. 46 48 46. Ok. Đây chắc là phải rơi vào 16 17 rồi. Đây thì các bác nhá, thì thường thường là những cái bộ để đồng, những cái bộ đồng để là cái chân này các bác, cái chân này nó sẽ để bệt lên cái sàn này. Nhưng cái quái thai các bác, cái quái thai cái bộ này thì nó đều có một cái kỷ. Nó đều có một cái kỷ rất là điệu để chồng lên các bác. Nên nhìn trên trông nó rất là sang luôn. Mặt là mặt hoa lá tây. Cái này là đều có lắc kê nhẹ vàng có nhá, đều có lắc kê nhẹ vàng nhìn rất là óng luôn các bác này. Rất là đều màu. Cái bình các bác, cái bình nguyên zin nguyên bản vẫn còn hoa lá tây với những cái đường hoa vặn xoắn rất là đẹp luôn. Với những cái đường hoa vặn xoắn rất là đẹp. Và bên trên một cái đường rất là ấm các bác, nhìn trông rất là ấm luôn. Với những cái đúng ạ, với những cái họa tiết đúc kiểu này thì các bác đánh giá cho em cái công nghệ đúc của người châu Âu. Những cái công nghệ đúc này cũng phải nói là cực kỳ là tuyệt vời các bác. Đấy, các bác nhìn cho em. Ở Việt Nam mình thì cho đến thời điểm này thì không thể đúc được. Bởi vì là các cái này thì nó quá khá nhiều là chi tiết kênh bong các bác, nhất là về đúng ở quê đúc Đại Bái hay là một số các nơi đúc người ta chỉ đúc các cái lư, em thấy lư mình đúc thì được, chứ còn các cái những cái đỉnh bộ đỉnh hay là các cái chân lến thì nó ít hoa văn họa tiết, nó cứ trơn như kiểu cái mâm đồng ngày xưa đúng không ạ. Đây các bác nhìn cho em cái độ kênh 3D đúng không ạ, giật trong giật ngoài, giật lan dưới giật lan trong. Và cái bộ này thì các bác nhìn cho em, nó nhìn rất là thoáng quá nhá. Đây này, các bác nhìn thông thủy được vào bên trong quá nhá. Đây này, đây cả về bên hồi các bác. Đấy, nhìn cho em. Và rất là chắc các bác nhé, rất là chắc chắn. Con này thì các bác nhìn cho em, cái độ 3D của nó nhìn trông nó rất là đẹp này, uyển chuyển quá nhá, rất là uyển chuyển.
Trên con này các bác để tủ chè hoặc là tủ kệ này nó không sợ lặng lắm coi nhé. Nó không sợ lặng lắm. Mặt là mặt men. Đấy, các bác nhìn. Mặt men trong veo con này. Em lấy cái em chổi qua đây là bụi, nó chỉ hơi chút bụi thôi, nhìn sáng quá, nhìn thích quá. Ôi cái kim này các bác này. Nhìn cái kim phê nhỉ các bác này. Kim lắc kê. Đấy. Đấy. Ừ, chơi thế thôi. Chơi được cổ nó chỉ lau lau phớt phớt nhẹ. Và đây là cái chỉnh ngựa đồng hồ của lắc các bác. Đây cái này là chỉnh ngựa này các bác, lệch ngựa là mình chỉnh cái này. Thường thường là người các bác phải kê chân này cho nó nghiêng lên, check lên. Nhưng mà người châu Âu thì người ta làm chỉnh ngựa luôn. Em quay cho anh cái này. Vâng. Máy đây các bác nhé. Để em xem máy. Ách xa, bên trong cũng gì nhìn rất đẹp các bác. Đúng là hàng kỹ có khác, đúng không ạ? Các bác nhìn cho em. Hàng kỹ có khác, nhìn từ bên trong có đẹp, từ bên đằng sau luôn. Cái này thì các bác để hẳn giữa nhà được. Các bác có cái đôn châu Âu. Ách xa. Đánh chuông chén các bác nhé. Máy da pi quả lắc đây. Và cái quả lắc này thì chỉ đây cũng là chỉnh nhanh chậm có đây này. Nó chỉnh nhanh chậm đúng không, là hàng kỹ. Máy cổ. Đấy các bác nhé. Nhìn trông đẹp nhỉ. Đấy các bác nhìn cho em, nó sạch sẽ từ trong lên ngoài. Bên trong thì có những cái đường đúng ạ, đường hoa đồng tiền rất là đẹp luôn các bác này. Đây cái chân này. Con này thì bao tuyệt đối cho bác là không sứt mẻ, không chắc vá, không gãy vỡ các bác nhé. Và phải nói là rất là ấm, rất là ấm, rất là đẹp. Zin nguyên bản. Không zin là em cứ biếu có 5 triệu tiêu tạm các bác. Đấy. Đẹp quá rồi. Ở đây có một chút đây các bác này. Đúng không ạ? Nhưng là không sao, không ảnh hưởng. Còn cái ở giữa này là cái bắt ốc các bác này. Đây này. Ở chỗ này các bác siết ốc chặt vào là nó chặt các bác nhé. Đây nhìn cho em sẽ quay xa một chút. Và đo kích thước ở nhà các bác có vị trí treo cho nó đẹp có nhá, đẹp quá. Không, đo tổng. Đẹp nhỉ. Điều đặc biệt là chạy quả lắc đấy các bác nhá. Đây các bác ít ra các bác phải để tầm như này. Nó là tầm 78 các bác, 78 80. Tầm 80 là các bác có thể để rồi các bác ạ. Đẹp quá các bác ạ. Tầm 80 là các bác để được rồi này. Ấm nhỉ. Nó kỳ nó trông nó giật cấp 2 tầng nên trông nó khá là đồ sộ các bác. Trông nó nhỏ nhắn xinh xinh nhưng mà giật cấp 2 tầng. Và những cái đường hoa là tây, đường cỏ hoặc là đường họa tiết nó cực kỳ là đẹp. Con này thì em xin sale giá tốt đấy các bác nhé. Em xin sale giá tốt thôi. Con này em xin sale với giá 11 triệu 700 nghìn. Đẹp nhỉ. 11 triệu 700 nghìn. Đẹp như thế này các bác. Mặt men các bác nhé. Chạy quả lắc da pi đấy ạ. Con này thì rất là hiếm, ít khi gặp con nào chạy quả lắc các bác. Mà quả lắc nó dài, nó đung đưa các bác. Quả lắc dài đung đưa. Có cả cái chỉnh con ngựa, chỉnh cân ngựa này. Như cái dây cót các bác, cái khóa con. Thì thường thường ở Tây nó không nào. Cái quả lắc thì rất là dài các bác. Đây quả lắc này. Độ biên động rất là dài. Và các bác nhìn tổng thể cho em. Có 11 triệu 700 nghìn. Một bộ lắc kê này. Lau dầu thêm cho em một chút các bác. Đẹp không? Đẹp dã man luôn. Tiếp theo. Vâng. Tiếp theo thì em xin like. Vâng, cũng thưa các bác là bên ông Anh bên Tây thì đấy, gửi được ít đồ đẹp về thì ông ấy đã khoe với bọn em là có 5 con tạ lê bình bong. Thì có ông Anh đến ông bốc phát cả đôi con, còn 3 con thì anh ấy bảo là nhà anh có ở bên châu bên Pháp thì bảo anh có hơn 200 con tạ lê. Thì trong ý có 5 con tạ lê bình bong mà cho em xem bảo. Thì anh gửi luôn 5 con này về cho em bảo. Em ông bảo hơn 200 con của anh mới gạn được 5 con tạ lê bình bong. Chú lấy 5 con bình bong thì anh bán cho ai? Và thôi chú anh em đúng ở mối ruột mua bán lâu năm thì thôi. Đúng ạ. Giờ thì thời buổi khó khăn cứ gửi về cho bọn em. Đấy đúng ạ. Gửi về cho bọn em bán đồ độc có tiếng thì bác có miếng đúng không ạ? Có thì bán được nhiều thì bác em xuất nhiều thì bác lại giao hàng cho bọn em nhiều, nhiều lúc là đấy chỗ anh em thì quý nhau chỗ đó các bác. Thì đây các bác nhá. Đây là những cái sản phẩm rất là hiếm ở thị trường, còn những cái chiếc tạ lê thường bọn em giờ đấy các bác bảo bọn em nhập, bọn em có dám nhập đâu. Các bác cứ có gì hiếm không? Thì hai chiếc này các bác, hai chiếc này là khá đồng màu, có hai chiếc là khá đồng màu, không biết nó có bị mờ không. Vẫn còn ốp. Vâng. Các bác đợi em một chút, em bỏ cái ốp ra, nó ốp điện thoại nó bị. Vâng, đúng cái ốp điện thoại là hơi mờ một chút các bác ạ. Đúng không ạ? Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, vừa xong các bác cứ nhìn mờ bây giờ các bác nhìn rõ. Ôi sổ hồ, nó phải lét lăng lăng scan. Vâng, em xin like. Vâng, các bác chơi là đôi này thành một đôi được đây. Bởi vì cái giống tạ lê bính bong thì phải nói là thực sự là hiếm. Và đôi này thì nó rất là đồng màu, tương đồng với nhau.
Em xin quay chiếc đầu tiên. Hai chiếc này là mặt đồng đó nhá. Đây này, các bác nhìn cho em mặt đồng đấy ạ. Đây các bác nhìn cho em. Hai chiếc này là mặt đồng các bác nhé. Không biết các bác nhìn qua màn ảnh thế nào, nhưng mà hai chiếc này mặt đồng, còn chiếc này là mặt chrome các bác nhé, rất là sáng. Thì em xin quay chiếc đầu tiên. Đây, cửa là cửa gỗ và nước sơn là nước sơn zin của Tây các bác nhé. Con này thì về là chưa lau chùi, chưa tẩy rửa và chưa các bác, nó đều là chưa, chỉ có lau qua bụi các bác nhé. Lau qua bụi và cửa vừa bóc giấy bóng, em vừa bóc một lượt giấy bóng. Và đây này, những cái đường sơn zin nguyên bản đây các bác này, nó đều về là đều là gần như là cái lớp cái hàn kẽm nó bị bong này các bác, đúng không ạ? Đấy, bên em về nó nguyên bản như thế về các bác. Nhưng trước khi lau dầu, trước khi giao cho các bác là bọn em đều có chấm kẽm lại, các bác đều hàn kẽm lại. Cái kẽm là hàn như của tivi điện tử đấy các bác. Thì đặc biệt nhận diện của những chiếc tạ lê bình bong là về là nó không có chuông chén như này các bác. Và những cái chiếc này thì rất là hiếm. Đấy, cũng như đầu ra em bảo đấy, người ta lọc mấy trăm chiếc ra được chiếc. Và đây là đầu buôn các bác nhé. Còn để mà thường thường các bác đi nhập thì chắc cả nghìn cái thì may ra gặp từng mấy cái. Đo kích thước cho các bác luôn. Đây các bác, nó làm rất là kỹ. Và bên trong là cửa hoa văn giật cấp hai lớp. Ôi, nhìn trông sạch nhỉ. Đấy, các bác nhìn cho em. Chơi những chiếc như này nó sướng các bác. Tại sao đẹp như này mà không chơi. Nó có cơ hội. Máy vua 3. Mã số của thùng là 177. Tạ lê bính bong. Đấy các bác, nó mà gãy bộ bính bong này thì thôi. 28. Lá mía vẫn còn, lá mía zin các bạn này. Đấy. Con này thì bao zin 100% đấy, các bạn nhìn ốc tây này. Đấy. Ốc tây đấy. Bốc ốc bắt rất chắc đúng không ạ? Lá mía máy vua 3. Ấy giời, con gì đánh gớm thế? Con công tòa. Con này nó mới quá, nó đẹp quá các bác ạ. Đây các bác nhìn cho em. Em quay chi tiết cho các bác này. Các bác đi mua tạ lê các bác nhé. Các bác đi mua đồ đồng thì cứ phải cái màu dưỡng, còn nguyên màu dưỡng này các bác mua cho em. Đây, nó phải có màu cổ, màu bẩn chứ không phải là, không phải là về là các đơn vị khác là cậy hết đồng này ra. Cậy mặt rồi cậy kim rồi cậy đồng rồi rổ hết ra, xong rồi bắt đầu mang đi tẩy, đi spa lại, xong rồi gắn lại, xong rồi đây là hàng đẹp, hàng mới đây các bác này. Nhìn nó phải còn nguyên bản, nó còn phải, đây là các bác nhìn này. Nó phải còn chân bụi các bác nhé, đấy. Đẹp là đẹp, sạch là sạch, đồng còn nguyên nước dưỡng, nhưng mà nó phải còn chân bụi các bác này. Đấy, còn chân bụi các bác nhé. Đó, đó là cái kiến thức chơi đồ cổ các bác nhé. Cái kiến thức chơi đồ cổ và đồ cổ, đồ trô. Nên là giờ rất nhiều có tinh ý này, các bác nhìn cho em. Đấy, các bác nhiều bác thì nhìn nỉ mới bong như bên em lỉ này các bác này. Các bác có thể cậy lỉ lên thì bên trong nó sẽ còn cái việt nỉ đen. Như bên ngoài thì chắc chắn màu thời gian nó phải sạm, màu lâu trầm xuống. Chứ nó không thể mới, nhiều đơn vị là bóc luôn cả lớp lỉ này ra các bác. Nhưng các bác nhìn, các bác treo cái này lên, các bác nhìn vào, đấy đúng ạ. Nó trầm mà nó rất là đẹp. Con này em xin siêu vừa giá 4,2 triệu các bác nhé. Con này lu nhẹ các bác, sờ, các bác sờ bóng leng keng. Đấy các bác nhìn cho em cái đường viền này. Các bác nhìn này màu đẹp lắm. Còn đâu các bác cứ để ý cái màu tẩy rửa, các bác chỉ cần chụp ảnh. Các bác chụp ảnh con này của em này. Các bác chụp ảnh con của các một số các đơn vị khác. Các bác để với nhau thì thôi rồi. Nhìn nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đây tiếp theo các bác này. Con này cũng mặt đồng, được hai con mặt đồng, quá là xuất sắc. Con này thì màu đồng mắt cua có nhé. Đây này, màu đồng mắt cua này các bác này. Đấy bên này nó còn rời ra còn bư chưa bong hết. Con này thì bắt ốc có nhé. Đây này, bắt ốc và nó chỗ này nó hơi bong cái chỗ kép nên bọn em sẽ chấm lại. Đồng là đồng mắt cua, đồng cổ. Đây các bác nhìn cho em này. Sờ bóng luôn, bóng yellow. Đây màu sơn này, màu xịt sơn zin của Tây các bác này. Đây các bác nhìn đấy. Bởi vì nó hơi khó nhìn thì các bác, nó có ánh điện. Đây các bác sờ mát tay luôn, về các bác chỉ việc lau chùi và dùng. Còn lau dầu thì tất nhiên rồi, tất nhiên phải lên lau dầu quá nhá. Đây mặt này các bác nhìn cho em những cái góc đồng nỉ zin. Đấy các bác cứ zin, phải zin từ lỉ giờ đi các bác nhá. Chơi đồ nó phải chơi kỹ các bác, chứ không phải chơi là về bảo anh tháo hết đồng ra rồi anh spa anh lau căn chỉnh rồi chết dở luôn đấy các bác. Đây máy đây, đấy bây giờ mới bóc ra này các bác, đấy bây giờ mới bóc ra. Đấy. Đây máy đây có nhé. Đấy. Được. Đấy các bác. 65. Con kia đánh nhắc lại gớm quá. Đánh tung nhà hàng xóm luôn. Đó con này thì 4,150,000. Đấy. Đây các bác nhìn cho em đồng mắt cua là đồng cổ. Những cái màu đồng mắt cua này là đồng cổ có nhé. Đấy các cái đơn vị khác thì chỉ con nào mới như con nào luôn. Đấy các bác nhìn cho em. Đấy, nó màu ngà, màu AD, bên trong sậm, bên ngoài nó cổ, màu đồng cổ. Đó, 4,150,000. Đấy, các bác nhìn cho em. Không có nhiều đâu các bác nhé. Đấy, em bảo gửi bay về cho em luôn đấy các bác ạ.
Đây, các bác nhìn cho em này. Gỗ vân sồi, gỗ sồi vân sọc này các bác này. Đẹp nhỉ. Đấy, các bác nhìn cho em. Đúng, các bác em chỉ có 3 con này chắc chắn đêm nay thì bay hết nha các bác nhé. Đúng ạ, mai thì các bác may ra các bác gọi còn thì còn. Buổi hôm nay em lên video muộn tầm này thì cũng phải hơn 9 giờ các bác. Hơn 9 giờ tối rồi, chắc đêm nay em lên video cho cố cho sớm các bác. Nếu bác nào ngủ mai nhớ gọi sớm cho em. Đây các bác, vân này, đấy, cửa sổ này. Đấy, những con hàng kỹ. Và các bác nhìn cho em. Đấy, đồng là phải đồng cổ này, các bác nhìn này. Đồng cổ mà ánh đồng trầm các bác. Đấy, sờ bóng luôn. Đấy, không ai làm, không có thể ai làm được những cái màu đồng zin được cụ như của Tây này. Đấy, các bác nhìn cho này. Từ cả đường vân này, các bác nhìn đường vân gỗ này. Vân con này thì giống vân vân lươn của nó. Đẹp nhỉ. Đấy, nhìn rất là thích luôn. Đấy, các bác màu sơn zin Tây đấy. Về Việt Nam mình không làm được cái màu này. Bởi vì đây là màu mộc, nên nó để cái màu lộc, cái màu này là màu mộc để lâu năm quá. Nói thực ra cái màu mộc để lâu năm chứ cũng không phải đánh đấm gì đâu, cái màu gỗ sồi. Về đánh vec ly thật, đánh vec ly rồi đánh màu nên nó dại lắm. Đây máy này máy Đức các bác nhá, máy Đức. Trông khá là đẹp luôn các bác. Bính bom. Với các bác chưa chơi tạ lê bính bong thì em cũng vâng, em có thể là em tư vấn được. Còn với những bác đã chơi rồi thì các bác cũng biết đấy, đúng không ạ? Những cái con này thì khá là hiếm. Có khi cả lô nhập 1.000 con thì may ra cái phới được đôi ba con các bác. Đấy, ông anh bên Tây thì ông ấy chọn được con này 4.2 triệu. Ông anh bên Tây thì ông ấy chọn được mấy con thì thôi anh cứ gửi về cho em chỗ này trước, còn cái hơn 200 con kia gửi về sau, đến để tầm giữa năm gửi công 3 tháng thì công nó mới về đến nhà, là sau 3 tháng trôi thì về nhà gần cuối năm thì lúc hàng chạy các bác. Còn lúc hàng bây giờ hàng nó hơi chậm thì các bác chơi đẹp chơi ấy thì các bác cứ chơi những cái này cho em. Em bỏ bộ này xuống để em cho mấy con này lên. Đẹp quá các bác. Đấy. 11.700.000 nguyên bụi. Mặt men. Hai tầng đế các bác, hai tầng đế lắc kê nhẹ. Ok, em cho luôn con này lên. Vâng, em xin like thêm một số những cái con vai bò các nhé. Một số những cái con vai. Úi xổ ơi các bác nhìn này. Nhìn đẹp không? Mặt là mặt hai lòng các bác nhé. Mặt hai lòng có cần ngắt chuông các bác. Đêm các bác đi ngủ các bác ngắt này. Luột quá các bác nhìn trông này. Đấy. Trong veo các bác này. Khuyên này. Không zin tặng đồng hồ luôn các bác. Đấy. Giọt kim giọt nước. À đây, có chữ gì đây? 1956 này các bác này. Con này có số 22. 1956, cái tên này tên đường chắc tặng ngài Ken Glacker này các bác này. Đúng không ạ? Đây là những cái phiên bản. Club là câu lạc bộ các bác đây. Club này câu lạc bộ đúng không ạ? Em thì hơi rốt mấy cái tiếng Anh này các bác. Và con này con vai bó Anh có nhá. Em quay đi, để con này có cả tem sau. Ấy giả máy các bác này. Máy con này các bác phải nói hiếm lắm thì mới gặp con máy sáng này các bác. Không biết có đánh chuông không? À quả lắc các bác. Hay là đang ngắt chuông. Máy đọc ạ. Yên từ từ. Em cắt cần ngắt chuông lại này. Vâng, các bác đợi em một chút. Còn máy này đẹp quá. Em muốn đang tò muốn tò mò quá. Các bác. Đấy các bác lắc cũng lắc kê, đồng lắc kê em cầm cho anh để anh thử xem nào. Con này nó đang túc tắc rồi đấy các bác nhỉ. Nó có cần hãm các bác. Cái cần do cái cần điểm giờ nó nhấc lên các bác. Được rồi. Úi dồi ôi, còn là ẩm dã man. Máy to bằng đồng hồ luôn các bác ạ. Quay tiếp đi. Máy đẹp nhỉ. Tiếng trong thế. Quay tiếp đi. Tiếng trong veo. Còn đây lực ngựa.
Đó. Cái búa ở thứ hai là từ từ đã để anh bẻ cái búa thứ hai lên, nó hơi chạy. Rồi. Đấy, tròn luôn. Ôi xời, tiếng tròn. Đây, em ngắt chuông để cho các bác biết. Đây, có cái cần gạt ngắt có cần gạt ngắt chuông. Đó, đó, gạt rồi đây này. Các bác nhé, vừa gạt xuống em quay đi. Đấy, hết ngắt. Và bên này là đang bị thấp, bên này cao. Nên là nó quả lắc quay tí là dừng, các bác nhé. Đó, các bác, nó chỉ chạy giờ thôi các bác nhé. Đó, con này khả năng em nghi là nhiều khả năng là các bác về dùng có khi nào chạy rồi. Còn đẹp, dã man luôn. Có kính mo cong các bác nhé. Đẹp dã man luôn. Đấy, không mấy khi đâu. Những cái con vai bò anh này máy nó cực kỳ là to. Và đặc biệt là có cần ngắt chuông. Và em có lau cho các bác. Khi các em nhận, các bác nhận em sẽ lau qua cho các bác vỏ nó sáng đi. Đấy, đây lại mở chuông lại các nhé. Đấy, mở lên nó lại đánh. Con này thì em xin sale với giá 2.800.000 các bác này. 2.800.000. Bao kính luôn. Bao kính. Bao kính, được rồi. Nó phải có kính chứ. Kính cong đó nhé. Đấy. Okay. Tiếp theo. Quên mình không để bên này cho cao cao. Cái bên này lên tí thì nó có chỗ. Ô, em mang con hai lỗ đi. Em con hai lỗ. Cứ nằm con hai lỗ. Đây con đi. Ôi xổ ơi, con này sao vân nó đẹp này các bác. Vân đẹp nhỉ. Con này khảm gỗ đây các bác nhé. Con này khảm gỗ đấy ạ. Đây này. Nó khảm là những cái miếng gỗ khác nhau, nó đan xen các bác nhé. Mà vân con này phải nói là vân con này phải nói là cực kỳ là đẹp này các bác nào. Các bác nào chơi đồ kỹ, chơi kỹ các bác chơi này. Dưới các bác nhé, là những cái con tiện bằng đồng các bác này. Những cái chân phải bằng đồng không? Đấy, chân bằng kim loại các bác này. Rất là đẹp luôn. Và có lẹp bằng đồng đúng không? Có lẹp bằng đồng, hình tam giác luôn. Đấy các bác này. Nhìn trông đẹp lắm. Nhìn con này nhìn sang lắm, dáng ông sư. Bắt lẹp. Đẹp nhỉ. Lắp quả kính cong vào thôi, nhìn trông đẹp. Ấy chà, có cả báo tây không? Không biết báo hay giấy tờ. Con này thì đánh thử quay kim nào. Con này chắc máy Đức. Không chạy đâu. Có chạy chứ. Ôi xồi, âm các bác này. Để em thử, em hay tò mò quá. Chạy đi, chạy đi. Không, vừa quay thì chạy mà. À, ngắt chuông. Có cần ngắt chuông. Có cần gạt không? Con này không thì cần gạt ngắt chuông. Ấy, đoánh rồi. Đoánh ngầm mầm luôn. Máy to khỏe. Ok có nhé, đây cả có khoe cho các bác quả lắc luôn. Quả lắc nó đẹp như thế này. Đấy các bác. Đẹp như này, rất là to lặng luôn. Vâng. Đúng ra là con này các bác nhé, đúng ra con này phải trên 2.500.000. Nhưng em bán cho các bác một cái giá giật mình. 2 triệu mấy đây các bác? 2.300.000. Đẹp nhỉ? Khảm luôn các bác. Ok, em lấy con à đâu, đây, em lấy con ba lỗ nữa các bác nhé. Đấy, chơi đồ nhà em thích lắm. Đồ nhà em đều đồ tuyển chọn luôn. Đây các bác này, vẫn còn hơi bụi này các bác này. Đây, những cái đường bụi này. Nâu là hết. Đấy, đấy các bác, nâu là hết. Vâng, đây cũng là một chiếc đồng hồ vai bò xuất xứ từ nước Anh các bác nhé. Dáng cũng là dáng ông sư, kim giọt nước và viền là viền cờ rôm có cần, đặc biệt là vai bò anh đều có cần ngắt chuông quá. Để coi nhìn cho em, đặc biệt là đều có cần ngắt chuông. Và kim các bác nhé, xuất xứ ghép Bhutan là nước Anh lớn các bác. Là nó cả Anh, cả Cộng hòa Ireland các bác. Từ lúc, đây cái vỏ này các bác đen tuyền, còn nguyên bụi cơ này. Đấy, lấy chổi quét qua các bác. Máy cũng ủi xổi các bác ơi, máy này. Đây các bác. Nâu, em lấy cái gì em nâu quá cho bác nhìn cho nó thích. Nhìn cho nó đẹp như thế này, đúng không? Đây các bác này, đấy, nâu quá các bác nhìn xem. Đấy các bác để em nâu bụi các bác nhé. Đấy các bác thông cảm cho bên em một chút, đấy. Bên em thì được cái hàng nguyên bụi, đấy. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, con này không xước tí sơn nào các bác. Đấy, còn chỗ này còn hơi bụi thế này. Thôi được rồi các bác. Đấy, nâu cho tí bên trong, úi dồi các bác này. Đấy, cho các bác nhìn cho đúng không ạ? Mình nhìn chơi đồng hồ nó phải có cảm hứng cảm đấy đúng không? Được rồi các bác nhé. Ấy các bác nhìn đấy.
Còn cái bụi này thôi các bác về vệ sinh giúp bên em, hoặc khi anh thợ lau dầu, khi các anh thợ lau dầu thì các anh tháo máy ra, các anh có thời gian vệ sinh. Và cái bộ máy này các bác nhé, nó to như cái đồng hồ luôn, không biết con này có đánh được chuông không, cũng máy lắc kê các bác. Đấy, cũng của lắc lắc kê. Và cái dòng máy anh này thì nó chỉnh nhanh chậm thì cái con nó có con ốc ở giữa của lắc trông hay lắm các bác. Em không đang không lắp vào được đấy các bác. Ok, được rồi. Đấy các bác. Đang ngắt chuông thì phải. Được rồi đó. Được rồi, đang chạy rồi. Ơ, mở lên. Đúng rồi, chạy rồi. Ồ, đánh vô đồ quá nhỉ. Các bác nhìn đầy xe quay à? Và đồng hồ anh các bác, đồng hồ anh nó đều có cái cán này nùi ở sau này rất nó to. Cái này là cái trọng lực các bác. Đấy. Con này thì nó hơi khô dầu quá, nó bụi này, các bác nhìn nó bụi này, nhà Tây này thì. Đấy các bác nhìn này, những bánh xe to là quay này. Máy vẩy cá. Ok. Con này nó hơi bụi nhưng âm con này nghe hay lắm. Âm con này lau dầu được con này âm mấy là phê các bác. Máy lớn. Con này cũng siêu rồi các bác. 2.800.000 thôi. Vài bỏ anh có cần ngắt chuông các bác này. Đấy, có cần ngắt chuông. Đẹp luôn. Nhìn trông đẹp lắm. Ok. Em like thêm con vài bò nữa. Đó. Chiếc này cũng đến từ Anh. Các bác nhé. Cũng là một chiếc vài bò Anh. Đúng không? Made in England. Có logo, có xuất xứ, có đây, có dòng chữ phiên bản kỷ niệm. Và bên trên là hai cái bông lúa, hai bên hai bông lúa thả, trông rất là đẹp đúng không ạ? Viền đây các bác nhé, viền chrome mặt hai lòng, nhìn trông rất là sáng, rất là sang vừa chảnh. Giáng sinh, em quay em xem nào. Cũng có lắc cũng vậy các bác nhé. Với những cái này chơi có con để đánh bính bong. Đây là những tiếng côn chuông cổ quá đấy. Ok các bác nhé, thì con này em xin sale với giá 2.100.000 đấy. Kết thúc vài bò anh ngày hôm nay đấy. Mình chơi phải một không gian châu Âu đúng không ạ? 2.100.000. Con số 7 các bác nhé. Đấy, dựng lên cho các bác xem. Xinh nhỉ các bác nhỉ. Nhìn xinh. Tiếp theo thì em để cho mày gọi thôi. Vâng, tiếp theo thì em xin like hai chiếc đồng hồ công toa ngày hôm nay các bác nhé. Đúng không? Hai chiếc đồng hồ công toa ngày hôm nay thì hai chiếc này thì em để nó hơi ngược ánh điện một chút thì các bác có nhìn rõ không ạ? Vâng, hai chiếc này là hai chiếc đồng hồ siêu cổ và cái chiếc này để có lắc kê có nhỉ? Đây này. Chiếc này thì chắc chắn cái chiếc em đã quay là lắc kê vàng. Mặt men bông các bác nhé. Một trong những cái phiên bản rất là hiếm, em lấy bút em ghi vào luôn cho các bác mặt men. Mặt giấy hoặc là các bác mặt giấy thì thực sự em là em không dám ghi các bác đấy, em ghi chữ men vào đấy luôn, em ghi chữ men cứ để đấy thôi, mai lăng đấy, em ghi chữ men đấy. Đấy, ghi to vào chữ men đấy. Đấy, mặt men ghi chữ mặt lên trên nữa để cho các bác còn nhìn thấy, để đến mai thoải mái, mai ngày kia lau mặt men đấy các bác, ai dám ghi thế đúng không ạ? Ngoài mặt men, với những cái mặt men thì chữ không bao giờ mờ các bác, chữ không bao giờ mờ. Và mặt này là mặt men bông các bác nhé, mặt men bông xuất xứ từ nước Đức và đồng là đồng lắc kê các bác này. Các bác nhìn cho em, bông đồng hết này, lãng hoa đồng. Các bác nhìn cho em, nhìn kỹ nữa. Đấy các bác, đang treo phát chạy luôn các bác. Tạ cổ các bác, tạ cổ. Đây các bác nhìn, những cái quả tạ cổ. Đấy, đấy các bác nhìn cho em, thông số series. Và được người châu người ta bệ bằng những cái sợi dây đay các bác này. Cái dây đay này các bác phải dùng độ khoảng vài chục năm, quên vài trăm năm nữa thì chẳng bao giờ sao. Và em xin giới thiệu về bộ máy các bác nhé. Vâng, bộ máy công toa. Đây, em sẽ quay giới thiệu về các bác. Cái linh hồn chiếc đồng hồ là một bộ máy công toa cổ. Và tuyệt đối các bác nhé, con đồng hồ này là có nhắc lại các bác. Cái chén này. Đấy, các bác nhìn cho em. Cái quả dọi này. Bộ máy này. Các bác nhìn cho em cái lá gió. Cái lá gió con này thì các bác nhìn cho em cái ngón tay em này, cái ngón tay em bé tí xong cái lá gió luôn. Cái lá gió to gấp 2 lần cái chén uống nước.
và bộ bánh răng bánh xe cổ này các bác này. Đây là những cái con đồng hồ siêu cổ quá nhá. Đấy, các bác nhìn cho em. Siêu cổ. Và em sẽ quay kim. Đây sao? Vâng, con này thì 9 giờ nó điểm 9 cái và có nhắc lại các bác nhé. Đây là đánh khi mà đánh xong đến điểm giờ nó nhắc lại, bởi những cái con đồng hồ cổ bao giờ có nó có cái chế độ nhắc lại. Đấy. Máy to nhỉ. Đây, cho anh mượn cái thước để anh đo các bác cái bánh răng, bánh xe, ổ xích các bác nhìn cho em. Đây các bác nhìn bánh xăng, bánh xe và tay này. Đấy, chạy dây cháo. Con này rất là cổ luôn, em mở lốt bên này ra cho nó thông thủy luôn. Đấy, các bác nhìn cho em bộ máy này. Đấy, cơ chế. Ba mươi phút điểm chuông một lần các bác nhé. Đây là tròn giờ. Con này tuyệt đối bác là mất ngủ hoặc là hàng xóm mất ngủ các bác đừng lấy các bác nhé. To nhỉ. Hàng xóm bác nào mất ngủ thì các bác đừng mua, bởi vì là con này thì nó đánh cả xóm đấy, nó đánh cho cả xóm nghe đấy chứ. 30 phút thì nó chỉ đánh keng một cái nữa các bác. Đấy. Đây, cơ chế mở là rất là hay luôn các bác. Đó, con này bác nào gọi điện quan tâm thì bác gọi điện cho em các nhé. Lucky. Mặt men, men bông. Con này thì cổ nhất của ngày hôm nay các bác. Cổ nhất, sâu tuổi nhất của ngày hôm nay các bác nhìn cho em. Đấy, chơi đồ cổ nó phải cho giống cái cổ một tí. Chơi đồ cổ thì... Đúng không ạ, chơi cổ, đồ cổ mà sản xuất từ những năm 90 thì mà thôi em mua đồng hồ chạy pin cho xong. Đây các bác nhìn cho em. Cũng một con cổ không kém, nhưng con này thì em nghĩ là nó không biết là có lông tuổi hơn, nhưng nó không có chế độ đánh nhắc lại. Đây các bác nhé, màu đồng cổ con này. Đó, bác nào quan tâm thì các bác chơi những cái con này. Con này thì không có đánh nhắc lại các bác nhé. Tạ con này thì đã đặt trước. Đấy. Lắc bông, hai máy công toa. Bác nào chơi một đôi luôn cho nó máu. Chơi một đôi luôn thì để em bán siêu rẻ luôn, giật mình luôn. Đấy, mặt. Đấy các bác. Đây các bạn nhìn mặt này, hoa văn rất là đẹp luôn. Đấy, đoánh đấy. Đấy. Để em thảo máy, để em nghiêng máy nhé các bạn. Đoánh chuông luôn quá, đoánh cả mầm luôn. Ba mươi phút điểm chuông một lần. Máy đây các nhé, máy Đức. Con này như kiểu con GB nhỉ, hình như thế các, hình như con này con GB. Em chưa bỏ ra, chưa tháo ra chứ hình như nó con GB quá, hình như con GB cục. Máy công toa. Con nhìn cho em. À, đo kích thước cho bác nhìn zoom xem. Đo từ con trên. Đúng rồi. Trên 1m43. Đấy, 1m43 có nhé. 1m4 đấy, nhà các bác cứ phải treo cao một chút các bác nhé. Một con thì lắc kê, máy cổ. Đặc nhỉ. Một con lắc kê. Vâng, và tới đây em xin nay một loạt thùng dài này. Thì thời gian nó hơi là độ khá là dài, thì em xin nay nhanh các nhé. Là nơi nhanh hỏi em chia hai video luôn. Vâng, thì em xin nay tiếp theo. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ thùng dài. Con này thì cũng được ông anh bên Pháp mới gửi về các bác nhé. Vừa mới gửi về cho em xong. Đây các bác này, thùng đấy các bác nhé. Thùng rất là luột luôn, kính rào oval các bác nhé. Kính rào oval, nhìn trông rất là luột. Giật nhiều khúc các bác nhé. Đây, gặp được những cái con thùng mà giật nhiều cấp thế này cũng rất là ít đây đúng không ạ. Và đặc biệt, đây là một trong những bộ kính đẹp nhất
đúng không ạ, một trong những bộ kính đẹp nhất của những cái dòng thùng dài này. Và các bác nhé, và những cái kính như thế này thì các bác thì chơi nhìn cái quả lắc bên trong biến động của nó cực kỳ là đẹp luôn. Thực ra thì con thùng đẹp với con thùng xấu cách nhau vài trăm nghìn, nhưng nhỡ may nó vỡ tấm kính này là 250 một miếng, và các bác kênh nhau mấy trăm thì tại sao mình không dùng tấm kính đẹp, và tại sao phải cứ đi dùng mấy cái thùng máng lợn kính xấu là gì, đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, đây là những cái hàng tuyển chọn các nhé. Mặt là mặt 18, kính rào oval, một trong những mẫu kính nhà thờ đẹp nhất, và trên là có thắt lơ, dưới rất là đẹp. Đây, lắc đây các nhé. Vậy em sẽ tháo ra. Con này thì vừa mới về xong. Mặt đây các bác. Đây là một trong những mẫu thùng rất là đẹp luôn. Đây của côn này, bể thép một đồng, bể côn thép một côn đồng, máy Kenji. Đấy. Bộ máy Kenji. Đấy, em xin này nhanh. Kenji này nghe âm hay lắm các bác, nghe âm nó như Ji luôn. Âm nhiều lúc nó còn đánh cả tiếng to hơn Ji mà tiếng nó thanh. Nhưng mà các bác nhé, tiếng nó thanh, nó đánh the thé luôn các bác nhé. Con này thì em xin sale với giá 3.800.000. Anh kia hai video, cái video kia đấy. Vâng, 2.800.000 đúng nhé. 2.800.000 một chiếc kính rào oval như này còn không chơi gì. Chẳng lẽ mua 3.3, 3.4 thì con gọi là kính rào máng lợn thì các bác, đúng không ạ? Nhưng con rào máng lợn. Tiếp theo thì em xin like, đây cũng là một chiếc đồng hồ, chiếc này thì có hai lỗ quá nhé. Hai lỗ kính dạng mài vắt cạnh. Con này thì hai bên có cửa sổ rất là đẹp này các bác. Có cửa sổ, đây đuôi đây các bác nhé, có đuôi. Mài vát đấy nhỉ, đẹp không? Đấy, con này thì zin nguyên bản, con này con GB các bác, con này con GB. Quả lắc đây có nhé, quả lắc. Ôi trời, các bác nhìn cho em, đúng nguyên màu gỗ sồi các bác. Mới, các bác nhìn như mới thanh có nhỉ? Nhìn như mới thanh. Đây con này, chiếc GB con này. Chiếc GB, con này thì quá giữ gìn luôn. Máy là máy lắc kê vàng, 4 búa, chơi bính bong có nhá. 4 côn 4 búa, đúng không ạ? 4 gông 4 búa chơi bính bong. Đấy. GB chơi bính bong là máy lắc kê này thì tội gì mà mình không chơi các bác. Đúng không ạ? Nó đẹp. GB 2.4 triệu. 2.400.000 con GB bính bong này các bác. Không chơi con này, chơi con gì nữa. Bính bong chơi nhạc con chuông hoặc chơi đến con bính bong. Tiếp theo em xin mai một chiếc Ji. Con này chắc âm hay lắm nha các bạn. Tôi thùng nó về nó đẹp này. Đúng là nhà, đúng là được. Nhà Tây cầu kỳ quá. Đúng là gặp thằng cha Tây quá. Thằng cha Tây này, thằng này không biết nó nhà nó có đẹp không mà nó làm chơi cái con thùng đẹp thế này quá. Đấy, các bác nhìn cho em. Nó cần gì phải đâu các bác nhỉ? Nó cần gì phải quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Nhưng mà con này nhiều chi tiết thật các bác ạ. Nhìn hoa mắc ca, nhìn bông, nhìn kính mài. Nó nhiều chi tiết thật. Mặt này, kim mũi giáo này. Đúng là gặp người cẩn thận, nó khôi là người cẩn thận thôi. Ôi dồi, con này Ji 8 côn 8 búa, côn dài lướt smooth này thôi. Ôi dồi ôi, con này các bác, côn riêng con Ji này âm không hay, các bác gửi lại cho em nhé các bác. Và các bác có những cái người mua được khoảng 1.500.000 của bộ côn này các bác nhé. Em có mấy ông anh thợ rất hay săn tìm cái loại củ côn vuông, nhưng mà côn nó phải dài và 8 côn. Thường thường là nó có 5 côn ở giữa thôi, nhưng mà đây 8 côn, đời Ji cuối say máy cổ lắc kê đậu, lắc kê vàng. Con này cũng hay, các bác cứ gửi nào hộ em để em dùng các bác. Này, máy đẹp. Con này siêu cấp 4.500.000, các bác nhìn cho em này. Các bác nhìn cho em cái vỏ, quay cho các bác cái vỏ. Không mấy khi em gặp cái vỏ, cái hộp nó đẹp này các bác này. Ngoài bụi các bác nhé, ngoài bụi không tính tiền các bác. Những cái con thùng khác tính tiền, ngoài bụi này. Đấy, chốt này. Đấy, khóa này. Quá sạch luôn, cần dây ngắt chuông. 4.500.000. Con này lau dầu chưa? Hình như nó dầu rồi thì phải. Đấy, các bác nhé. Nhà con này thì Tây nó đang dùng thì các bác. Tốt nhất chắc không cần lau dầu. Các bác chốt con này các bác vào treo hộ cho anh theo dõi cho anh một ngày. Nếu chạy con này cứ thế gửi đỡ phải lau tiền lau dầu các bác. Em thì cũng nhiều việc lau dầu, em cũng ngại. Cũng ngại mà hơn nữa là nếu mà nhà Tây nó cẩn thận, những người cẩn thận. Ai dạ, con này cũng thùng kính rào nhà thờ đẹp quá các bác. Đấy các bác. Đẹp nhỉ. Đấy. Được ông Tây ông chọn nữa khác, không biết mấy nữa ông ghét ông có để hàng cho nữa không. Chứ thực ra thì các bác, cái Ji thì cái chơi đồ cổ thì cũng phải có một thời gian, cái Ji cũng cứ đòi đẹp, cái Ji đòi hơn anh em mấy mà bay bay nhau các bác nhỉ. Đấy, đẹp không? Giá cả các bác thấy bán bên em bán rất là tốt và hàng đều chọn nữa đây các bác, zin này, đấy, lắc vào sáng trong. Đấy. Tây thì tây các bác, chơi thì chơi, cái Ji đặc đẹp thì mình mang về Việt Nam chơi, còn cái Ji bẩn kệ cho chúng nó để rác rưởi mang về Việt Nam là gì, đúng không? Đây là khăn này các bác, đấy, giải lụa.
Đấy còn nguyên bụi các nhé. Đây em còn chưa lấy lau, em lau này. Ai xả còn là con Z10 các bác này, quên mãi một chuyện. Con này là con Z10 đời cao cấp nhất của đời Z các bác nhé. Ngày xưa thì mấy con ô đô bính bong, mấy con bản gai mới đổi con này các bác. Ngày xưa bản cái con gai Carion ấy, máy 10 không đắt bằng con này đâu các bác. Nhưng bây giờ thì vật đổi sao rời, người Việt Nam thì nói chuộng ô đô hơn các bác. Để nói bản Chinichi này là bản quốc ca Đức các bác. Cái bản cao cấp nhất, nó chơi hai bản nhạc các bác nhé. Dưới là cần gạt badminton và gảy lên trên là bản Chinichi. Cái bản Chinichi này thì được khi mà Đức Quốc xã nó thống nhất đất nước Tây Đức và Đông Đức và Tây Đức nó hòa nhập lại, và khi đó nó đánh thắng Hitler, nó thành lập vào nước Đức, nó thành hợp lại thì đúng ạ, thì nó sẽ thì nó thống nhất, nó sẽ viết là khi đó thì nhạc sĩ chế tác cái bài Chinichi. Em quay kim cho các bác xem, con này khả năng là chạy rồi. Máy thì hơi bụi nhiều dầu một chút. Tôi quay này. Có cái cần gạt ấy, chắc là đang ngắt chuông. Vâng, con này thì phải lau dầu quá nhé. Đâu được đâu, để một tay lên đây đấy. Em thấy vừa xong nó còn nghi ngoáy được rồi ấy, đánh rồi các bạn hãy theo quán ngầm ầm đấy. Dù các bác, dù gần nó sưởi các bác, nhưng con này lau dầu thì các bác nhé. Thợ nhà em sẽ cho vào ngâm xăng quá, ngâm xăng đi, ngâm xăng xong là bắt đầu lấy bàn chải đánh vàng ươm ra các bác. Khi đó thì các cái màu dầu nó bám nó sẽ sạch long lanh. Con này thì em xin bán giá 9.700.000 thôi. 9.700.000 một chiếc Z10 chơi hai bản nhạc Chinichi và bản badminton. Máy Đức, dòng cao cấp nhất của đồng hồ Z các bác. Dòng này nhiều người săn tìm, nó không tìm được thị trường đâu, một năm về được mấy con đâu các bác. Một năm chỉ về mấy con Chinichi đây. Tiếp theo thì em xin like chiếc đồng hồ cũng kính giả hố vai, chiếc lô này đẹp dã man. Thùng đẹp của các bác này. Thùng quá là đẹp, đuôi này các bác này. Đuôi nó phải có bầu này các bác. Chứ không phải đuôi thẳng tắp như kiểu mấy cái con đồng hồ cỏ quá. Đuôi thẳng tắp kiểu mấy con đồng hồ cỏ, mấy con này các bác. Đây, đấy. Đa số là về có đuôi của con này các bác này. Đấy. Nó rất là xấu, nhưng đuôi này bầu mà kính. Đây là cái dòng hàng dòng đẹp của cái ấy các bác nhé. Đây là dòng đẹp của dòng thùng dài đấy. Bởi vì nó có trương các bác, nó có trương và nó có đuôi. Và hơn nữa thì nó là cái bộ kính đẹp nhất của dòng đồng hồ kính dầu oval. Những cái dòng kính dầu oval này thì chắc chắn thì nó đắt hơn những con thường cả triệu các bác. Nhưng mà em thấy đắt hơn có vài trăm nghìn thì quá đáng để mua các bác. Mặt 18 đây, những cái bông mắc ca các bác. Nhìn trông rất là đẹp, là điệu các bác này. Thùng zin nguyên bản. Đây, các bác nhìn cho em cái thùng sạch không? Đây là các mã số thùng đây các bác, bên châu nó gửi về. Đây lắp này các bác. Khóa này. Đây các bác này. Máy quá là đẹp luôn. Vâng, con này thì cũng 3.800.000 các bác nhé. Không có đâu các bác. Những cái con này, những cái mẫu kính dầu oval này không tìm, không có đâu. Được mấy con này là chấm dứt cuộc tình các bác nhé. Chấm nhất cuộc bán chắc lô này là xuống ngay phát là chấm dứt cuộc tình các bác, chốt là không để cho bạn em còn con nào đâu. Đây cũng còn kính rào nhà thờ đấy các bác. Hôm nay các bác toàn vác kính rào nhà thờ ra khoang thế này thì chất giật đẹp nhỉ. Treo những con này lên nhà nó đẹp đấy, các bác nhìn đều có đuôi, có đầu, có trương hết đấy. Con này thì kiểu dáng song tiện đấy các bác này, thùng lượn có trương này các bác này. Đấy. Đều là kính rào đấy các bác này, giật là giật đốt trúc luôn quá, giật đốt trúc đây các bác nhìn, kính zin tây nhìn nó sướng nhỉ, đã mắt rồi. Đấy, mài vát này các bác này. Đấy, có cửa sổ gỗ sồi mặt 20. Con này thì em nhìn mặt này em biết là vơi đét máy cổ, không bị nhằn, không bị méo chút nào quá. Ôi sổ ôi, côn nó dài các bác ơi, cần treo lá mía mà nó vàng quá này. Và gươm không biết các bác nhìn cho em. Em lấy cái chổi em lau qua nước này nó sạch. Đây, quả lắc này. Quả lắc này các bác em sẽ lấy em lau sáng cho các bác luôn. Thế này là sáng đẹp lắm rồi các bác. Đấy, các bác tí sáng lau sáng quắc các bác nhỉ. Nhìn thùng đẹp dã man. Đây các bác. Đây, tem vàng máy cổ đấy. Các bác cứ vừa đét các bác dã tem vàng máy cổ cho em. Nhịp nó đánh căng, đánh chậm các bác. Và âm của nó rất là hay. Máy cổ thì bao giờ cái kiểu nó cũng làm ra kiểu cái đời như kiểu đời của say các bạn. Đấy. Cái dây ngắt chuông nó chui trong này các bác. Đấy, không em thử cho các bác thì thôi. Máy nó lớn mà các bác nhìn cho em từ cái nước sơn bảo vệ vỏ là đấy, nước sơn bảo vệ.
nhìn trông rất là đẹp luôn. Con này các bác nhé, dáng xong tiện. Con này thì 4 triệu quá nhé. Đẹp, dáng xong tiện luôn các bác nhé. Có trương, có màu, có đuôi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào tạm biệt tất cả các bác. Vâng, và tiếp theo thì em xin like thêm một con nữa các bác nhé. Đây là một chiếc mẫu đồng hồ Odo 36, thùng 4 bông, kính kim cương, mặt rất là đẹp. Con này thì em bao lau dầu cho các bác này. Thùng con này phải nói là quá là luột luôn các bác này. Nhìn trông đẹp, lét căng con bọ lẹt luôn. Một trong những cái mẫu thùng siêu hiếm luôn các bác nhé. Thùng bao zin châu Âu có nhé, bao zin Tây. Các bác nhìn cho em mẫu thùng đẹp không? Thùng 4 bông, được chơi 36 mà chơi những cái thùng này thì còn gì đúng không? Và đảm bảo em nhấc cái thùng này lên để không biết nó đánh chuông treo lên kia để em thử chuông được bác. Những cái mẫu đẹp như thế này các bác mình cứ phải chơi phải thử đúng không? Con này con vách xoáy các bác nhá. Đấy, dựng vào đặt đi ra này cho các bác nhìn này. Đấy, nhìn đẹp nhỉ các bác nhỉ? Nó đang bị ngược bóng điện này các bác, đây này, em đang để bóng điện đây này, nó bị ngược ánh, nó bị ngược ánh điện. Cứ để này thì các bác nhìn cho nó đẹp, nó dã man luôn ý. Nó một trong những mẫu thùng đẹp đấy các bác nhé. Các bác nhìn cho em, nhìn ba bên cho em. Thùng 4 bông. Mà giá những con này thì nó hợp lý cực kỳ luôn các bác. Nó hợp lý lắm luôn ý. Đây các bác nghe này, mặt đẹp. Vâng, Odo 36 triện tròn vồ vuông củ côn nóng mạc lòng máng bạc. Lữ Hoàng âm thanh không hay để còn gì hay đúng không ạ? Rất là hay luôn, rất là ấm luôn. 12 giờ nó dã 12 tiếng quá. Đấy, 15 phút được các bạn này. Tinh tang tang tiền đúng không? Đây em rút máy cho các bác xem. Đây, bộ côn này phải nói là cực kỳ là xuất sắc luôn. Bộ côn cực kỳ xuất sắc luôn. Đấy, xanh nét, nguyên bụi các bác. Máy đấy các bác này. Máy rất là sạch luôn. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Mặt đẹp kinh khủng luôn.